đây, Vani đây. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục với mọi người về một vấn đề liên quan tới dinh dưỡng. Nếu như mà những tập trước á, mình nói với mọi người về cái việc là mẹ bầu nên ăn gì nè, và mình hướng dẫn mọi người làm cái này cái nọ cái kia. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người nghe về việc là top 5 những món đồ mà mẹ bầu không nên ăn. Tại sao Vani đã nói về vấn đề này? Tại vì đơn giản lắm, lý do là thường là vào những cái tháng cuối mình thường hay ăn một cách xả láng, ăn một cách thoải mái, ăn thả ga. Tại vì em bé đã bắt đầu hấp thụ được các chất dinh dưỡng rồi. Mẹ bầu thường không có để ý lắm về cái chế độ dinh dưỡng cũng như là các món ăn của mình. Tuy nhiên, mình cũng cần lưu ý một số điều như sau nha. Chúng ta chỉ có top 5 thôi, cho nên bắt đầu với điều đầu tiên nè. Thứ nhất, đây. Đây là món khoái khẩu của Vani. Vani cực kỳ thích ăn món này, đó chính là gà rán. Nhưng mà Vani không được ăn. Đơn giản lắm, tại vì á, món gà rán chứa quá nhiều dầu mỡ. Đặc biệt hơn đó là những cái món liên quan tới chiên. Chiên mà chiên ngập dầu như là gà rán này thì mọi người cũng hạn chế, không nên ăn tốt nhất. Lý do đầy bụng, khó tiêu, khó ngủ, và chúng ta sẽ bị khó chịu. Chưa kể tăng cân vào giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ, nó sẽ làm cho mình khó thở và khó sinh con đó mọi người. Món thứ hai, thật ra là trong nguyên một cái quá trình thai kỳ của mình sẽ ăn thịt bình thường, thịt gia súc gia cầm bình thường, hải sản bình thường. Tuy nhiên, đến với 3 tháng cuối thì các mẹ bầu hạn chế ăn đồ tái, đồ chưa được làm kỹ, các món như là gỏi nè, hay là các món luộc mà luộc chưa tới. Thì thật ra là những cái đó nó sẽ bị ảnh hưởng tới đường tiêu hóa của các mẹ. Nếu như mà như vậy thì thêm một cái nữa là chúng ta rất là khó đi vệ sinh. Và khó đi vệ sinh, nặng bụng, khó tiêu thì đương nhiên là cơ thể người mẹ chúng ta ọc ạch ọc ạch. Tại vì thai nhi lớn rồi, mình đã cảm thấy nặng nề rồi mà mình ăn những thứ khó tiêu đó thì nó lại không tốt. Bên cạnh đó, nếu như mà ăn đồ nấu không kỹ, đồ tái xong thì các mẹ sẽ có khả năng bị tiêu chảy đó. Mà tiêu chảy mất nước trong thời điểm này là hoàn toàn không tốt luôn. Món thứ ba đó chính là, thật ra Vani cũng rất là thích ăn cái này, và sở thích của mình nữa đó là Vani ăn đồ cay và ăn rất nhiều ớt. Nhưng mà trong thời điểm 3 tháng cuối thì không nên, tại vì khi mà ăn nhiều ớt quá thì cái cơ thể ngay chỗ phần ngực của người mẹ, có nghĩa là ngay chỗ đường hít thở, thì nó sẽ cảm thấy hơi khó thở, hơi rát, và cay nằm ở chỗ này sẽ làm mình không có dễ chịu. Chưa kể ăn cái này đi vệ sinh cũng đau nữa, đúng không? Nói chung mới là hạn chế cái này càng tốt. Còn nói về em bé thì sao? Em bé mà ăn nhiều đồ cay nóng quá thì đương nhiên cũng không tốt cho đường tiêu hóa của chính em bé nữa đó nha. Các mẹ bầu lưu ý, thực phẩm quá mặn vào thời kỳ cuối của thai kỳ sẽ làm mẹ bầu bị tích nước, phù nề, chân sưng, khó đi lại. Cộng thêm nha, nếu như mà mình ăn đồ ăn mà có chứa mì chính, tức là bột ngọt á, thì mẹ bầu sẽ càng khó thở nè, chóng mặt, và gan hoạt động nặng nề hơn, có thể là tác nhân dẫn đến cao huyết áp, dễ gây tiền sản giật và các biến chứng thai kỳ nữa đó. Chắc chắn một điều với các mẹ bầu là bia, rượu, đồ uống có cồn thì đó đều có hại cho sức khỏe của mẹ bầu và hệ thần kinh của con. Hãy tuyệt đối là không chạm tay đến bia, rượu, rượu vang, rượu xăm banh, đặc biệt là 3 tháng cuối kỳ. Ngoài ra, các mẹ bầu nên hạn chế uống nước đá nữa nha. Nước giải khát không rõ nguồn gốc hoặc là bày bán trên vỉa hè thì cũng nên lưu ý. Nguồn nước nào hoặc là nước đá không sạch, không đảm bảo, thậm chí chưa được đun sôi có thể gây tiêu chảy đó, và ảnh hưởng tới đường ruột của mẹ bầu và em bé. Vani nghĩ là không nên ăn. Và thật ra là Vani cũng đã có hỏi bác sĩ, đọc sách báo, và mọi người nói như vậy. Mình tổng quan lại một lần nha. Thứ nhất đó là mình không ăn đồ chiên quá nhiều dầu mỡ. Thứ hai là mình không ăn đồ không chín, tái hay là đồ sống luôn. Cái thứ ba nữa là mình không được ăn quá mặn hoặc là quá nhiều bột ngọt. Thứ tư là mình không được ăn cay. Và cuối cùng
cùng đó chính là mình phải tránh xa các loại nước giải khát không rõ nguồn gốc hoặc là các loại nước có cồn, hạn chế uống nước đá nữa. Yes, nếu như mà tuân thủ những nguyên tắc đó khi mà ăn á, thì các mẹ có thể lựa chọn và làm cách nào đó để cho bữa ăn của mình phù hợp nhất và dinh dưỡng nhất cho con của mình nha. Ok, nếu như mà mọi người muốn mình đi làm thêm về cái gì nữa thì nhất comment ở bên dưới. Cảm ơn mọi người nhiều.